Rồi, hello my friend nha. Lại là Đức ô tô cũ Sài Gòn ha. Hôm nay lại lên tiếp cho anh em một con xe độc lạ mà còn cọp nữa. Toyota Matrix. Ở nước ngoài nữa là Corolla Matrix nha. Ma trận, giật tiếng Việt Nam là ma trận. Mình cũng chưa nghiên cứu là cái tên này xuất phát từ đâu. Đây, đèn trước còn cực kỳ đẹp nữa nè. Từ em này thì 209 nhưng mà đăng ký lần đầu 2011, một chủ mua mới nha. Một chủ nha anh em. Đây chất cực kỳ đẹp không? Long lanh luôn. Nhìn cái form này nó cũng hay lắm. Cái dòng này thì nó to hơn là Yaris nha. Nó hình như đó là bản hatchback. Bản hatchback của Corolla Matrix thì phải. Này thì nhập nguyên chiếc Canada, vỏ thì còn rất là đẹp mà. Để cho em coi dàn cộng rất kỳ đẹp. Gầm bệ nó còn cực kỳ chắc chắn. Mình phải nói là cái xe này còn cực kỳ cọp, sùng chỉ nè. Mình cứ quay sơ thôi. Mình chỉ bán xe đẹp cho nên em cứ yên tâm về cái phần đâm đụng nha. Shop zin rồi vẫn còn hết. Để em tiếc là không thiếu cái nào. Dàn ghế còn đẹp không? Đẹp long lanh nha anh em. Tựa để tay nè. Tí mình qua kêu quay cho nó rõ đi. Này mình bị ấy, cái đó tự nhiên nó bị mờ. Lên được cái Android. Đó, tắp lô nè. Đối với một chiếc mà hiếm mà chạy cũng hay lắm anh em. Nó cũng máy rất là nhẹ. Đó, sùng chỉ nè. Quay sơ thôi nha, chứ cái này thì mình bao anh em hết luôn rồi, cho nên cứ yên tâm. Đó. Khoang nội thất để chỉnh sáng lên cho anh em thấy rõ, tại trời nắng á, cho nên đó, hai cái màn hình sau. Nói chung là cũng cực kỳ là đẹp mắt và lạ. Thôi mình sẽ quay kỹ hơn về cái phần ở bên trong xe. Còn bây giờ tiếng bô nghe cũng hay lắm anh em. Biển số Sài Gòn ha, 51A14588. Đây, cấp sau. Chỉnh sáng lên cho anh em thấy cho rõ. Sùng chỉ cấp sau. Cái này mình chỉ bán xe đẹp cho nên anh em cứ yên tâm nha. Đây là cái này để gắn ở phía trên nè, để che cái đồ lại mà không để tháo. Đây là cái mặt cái lăng trước. Độ thêm ai thích thì về gắn vô. Mà thích zin. Đây là bốn cái ốp chân zin là vẫn còn. Bốn cái bệ chân zin. Anh khách anh đã lên cái bộ inox cho nên là bộ zin thì vẫn để đây. Đó, thấy dễ thương không? Cực kỳ dễ thương, ốc vít còn nguyên. Đây, bộ đồ nghe bánh sô cô còn đầy đủ. Đầy đủ nha anh em. Lóc lại nó khỏi kêu. À, hay dễ thương không? Ghế cũng gập đầy đủ hết. Đèn sau cũng còn cực kỳ đẹp. Này máy đang nổ nha. Tiếng máy nghe cũng rất là lực. Matrix. Dòng này cũng rất hiếm nha. Hiện bây giờ trên thị trường chuyển nhượng thì chắc hình như có mình em có. Mà kiếm được một con mà còn cọp như vậy thì cũng cực kỳ hiếm. Anh chủ anh cũng kỹ, anh dán cái ni lông keo này hết nè. Mấy cái ấy rin của xe vẫn còn nguyên hết. Trùng hết. Trùng vinh, trùng khớp hết. Màn hình ốp carbon đầy đủ ha. Nó rất là liền không? Nhìn nó cực kỳ liền lạc. Mình không có dọn gì nhiều nha. Mình chỉ có về xong mình cho bác sơ lại, vệ sinh lại, gầm bệ máy, nội thất lại. Rồi, trong xe có gì? Hay là vô lăng rồi thì quá cọp rồi, thấy không? Anh em nhìn không? Đó, chỉnh rõ rõ cho anh em thấy nè. Vân viết còn nguyên si hết nha. Logo vẫn còn sáng bóng. Đó, thấy không? Cọp hay không thì anh em tự đánh giá cho mình, cũng không đánh giá làm gì. Xe này có lạ là vô lăng là không có phím, nhưng mà lại có rule control. Có cân bằng điện tử. Có cảnh báo sắc lốp nè. Đầy đủ. Số km trên xe là 5. Để mình bấm lại này.
56.332, tại mình mới đi chuyến Kiên Giang về. Rồi, cần số zin chưa có làm đụng chạm gì hết nha. Từ đó giờ mình thấy cần số còn đẹp không? Cắn tay nè, đẹp không? Còn chê gì nữa anh em? Không thể chê được. Cái này mà ai muốn là không bị đụng hàng, độc lạ cho gia đình chạy cũng vừa lạnh. Máy 1.8 thì cũng cực kỳ bốc rồi. Thoải mái, đi xa cũng thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu. Đồng hồ thì là mai nha. Vòng ở vòng trong là mai, ở trong mới là km trên giờ ha. Thấy lạ không? Đó. Bảo dưỡng gì cũng đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Đây mấy cái tem này cũng không có tin được đâu, nhưng mà cứ có còn đỡ hơn không. Có sao thì mình để như vậy. Đó. Cũng số lớn số nhỏ đầy đủ hết. Miếng này cũng còn nguyên. Vậy là quá đẹp. Đánh giá tổng thể là đẹp, liên lạc rất hiếm. Là Việt Nam còn đây có thêm cái lọc không khí nữa. Đầy đủ. Gắn thêm hai cái la chép mà la này cũng chắc cũng hơi dở này. Cái này có lẽ mình phải dán lại không? Thì từ từ đi. Từ từ. Có cả hành trình lên được Android. Rồi, cái này là báo dây an toàn đầy đủ nha. Rồi nó chỉ tình trạng nó chỉ vậy thôi. Mà mình thấy là cực kỳ cọp cho với một chiếc xe 209 đăng ký lần đầu 2011. 335 cành hoa. Một cái giá rất là dễ thương để sở hữu một chiếc xe chạy ít, độc, ít bị đụng hàng ha. Thì mình đây là cái nút cabo này. Nút cầm OBD. Cái nút reset SLS thì ở đây. Mà nói thiệt mình cũng chưa biết sử dụng cái nút reset đó làm sao. Cho anh em coi coi. Mình ra coi cái máy đi. Trời hơi nắng quá nè. Bữa nay mới tại do mình đi Kiên Giang về cho nên phải rửa sơ rồi mới lên sóng được. Đây. Sùng chỉ cabo. Đó, thấy sùng chỉ đẹp không? Rinh nha, sùng rinh. Máy đang nổ, điều hòa đang bật cao nhất. Cũng êm ru. Duo VVT rồi. Máy mới rồi. Rồi sơn nè. Không thể chê được. Nếu mà ai mà chuyên chơi xe cọp thì nhìn vô là sẽ hiểu liền. Đó. Nhìn vô sẽ hiểu liền cái chất xe. Đó. Cái hồi mình mở luôn cái mắt trên là mặt máy luôn cho anh em coi để anh thấy cái độ đẹp của nó. Mình xuống tiền trong vòng 30 giây, và mình bán cũng thuộc dạng là rẻ rồi nha anh em, cho nên anh em đừng có trả giá lung tung nha. Thôi thì mình để đó, mình đi vòng vòng rồi còn xin hết. Rồi vô phần động cơ đây. Ốc chưa ra, ốc nắp chưa ra luôn. Nắp cao chưa mở luôn nè. Cái cao su nè. Cái cục sinh gôm còn nguyên nè. Thấy không? Cái máy vậy còn chê gì nữa. Sạch đẹp, khô ráo. Tuyệt vời. Mà máy này nhìn nó giống như những cái máy của cái dòng máy luôn anh em. Gắn cái mặt nắp máy vô là nhìn y như là cái dòng 2 chấm Atip 2 chấm luôn. Rất đẹp. Đó, thấy không? Máy đẹp không? Đó. Không đông đụng, không gì hết. 56.000. Tem tiết còn nguyên hết. Cho anh em coi từng chút một. Đó, rồi. Con ta thì đủ. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em sức khỏe và gặp nhiều may mắn ha.